mọi người đã đến với kênh Thân Đi Dũng và em gái Thùy Kiều áo trắng nha. Thì hiện tại Tina đang ở Tân Châu An Giang, đó chính là quê của Tina. Thì hiện tại Tina đang ngồi ở bờ kè Tân Châu đó nè, quý vị coi phong cảnh ở đây nha, mát luôn đó, camera quay cả đi. Buổi chiều gọi đây á hả, vui, nói chung là vui lắm, tại vì buổi chiều á thì có người ta đi tập thể dục, đi tới đi lui đồ cái kia cái nọ, xe thì lúc nào cũng mấy, tại vì cái đường này là đường chính đó, xe lúc nào cũng đông lúc hết trơn đó. Thì gọi là ngồi nè, làm một miếng nước mía. Mà ở đây có một cái món này nha, quên nữa, Tina nãy giờ đang nghĩ nói có một cái món này nữa, đó chính là cũng ăn giặt thôi, nó là món bánh đó. Nhưng mà món bánh này không biết là quý vị có thấy chưa ở nha, nhưng mà ở Sài Gòn á, ở Sài Gòn thì có thể dân Sài Gòn luôn thì có thể là như là không thấy cái món này. Ở món này lúc mà Tina còn nhớ xíu khi còn tầm 7-8 tuổi đi học cũng có bán loại bánh này đó. Thì bây giờ biết là cái bánh gì thì phải đi theo Tina thôi nhé, đi ra mua ăn thử cho quý vị biết cái mùi vị nó như thế nào. Đã lâu quá rồi Tina rất là nhiều món đặc sản để
có bánh gì đủ thứ bánh luôn, đủ thứ bánh mà ở Sài Gòn mình không bao giờ có được. Ngon quá, bán rẻ luôn vậy, tái còn 2 ngàn, ăn cơ lã ăn ngán ngon quá. Gỡ thì na là để qua ăn thử cái ớt thôi, gỡ cái ớt mà nó có ở trong này có cái tầm nha, rút lên nha, thầy giống biết không, đây có cái tầm nha. Hồi đó rau câu hơi dày, ngồi lột lột gì nè ăn vậy, bây giờ rau câu nó hơi mỏng, ngon lắm. Gì hồi buổi chiều mà lâu lâu về quê á thích không cảm mát mẻ, chứ không phải là giống như mình ở Sài Gòn lắm, nóng nực bức rứt, uống một ly nước mía cũng mát. Ngon quá. Cái bột ở trong cái bột đậu á, ở trong nó béo nó dai, thế là ta có thể thôi. Ngon quá. Cưng chưa? Lâu lâu về quê ăn ăn gì cũng không? Thấy là sắp vừa rồi. Trên nào thấy ăn giặt kỳ luôn. Những cái món ăn mà càng lạ, càng mới, càng hấp dẫn thì trên nào rất là thích ăn. Nhưng mà bánh thì rất thích rồi đó. Còn hải sản là khỏi nói luôn. Nếu mà Tina ăn hải sản là cái đó là ta kêu là háo luôn rồi đó, không thích nữa. Hoặc nói chung là đồ hải sản là đối với Tina là nói chung là một phần thiếu là không được, ngon lắm.